Thưa quý vị, thưa các bạn, hành trình 15 năm thành lập, xây dựng và phát triển 2007-2022, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị. Lãnh đạo Tổng công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thời gian qua, Đảng bộ Vinataba đã đổi mới trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm. Các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức linh hoạt, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thông tin thông suốt, nhanh chóng để nghị quyết của Đảng được hiện thực hóa. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ được Đảng bộ coi trọng và triển khai đồng bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố. Chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Trong những năm qua, Đảng bộ phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ biến đổi thất thường của thiên tai, dịch bệnh, vấn nạn thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp. Các sản phẩm thay thế thuốc lá truyền thống như là thuốc lá điện tử, thuốc lá không khói vào Việt Nam thông qua các kênh không chính thức ngày càng phổ biến. Đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Song dưới sự dẫn dắt, định hướng của Đảng ủy khối, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Công Thương, các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu vẫn đạt được mục tiêu đề ra. 15 năm Đảng ta là đạo đức, Đảng ta là văn minh, Đảng ta là muôn năm. Nên 15 năm là mới còn một cậu trẻ con, cậu học trò thôi. Còn rất nhiều chục năm nữa chúng ta phải phấn đấu. Thì cái chiến lược đầu tiên là phải nhân sự, con người phải đi trước. Cái thứ hai là thị trường là mặt trận hàng đầu, quan điểm phải rõ ràng thế. Còn sản xuất nguyên tắc phải tốt. Vấn đề thứ ba là đầu tư máy móc thiết bị. Đây là một trong những cái định hướng chiến lược rất quan trọng. Nhưng mà đầu tư như thế nào và bằng nguồn lực nào, rồi là đầu tư bao nhiêu thì phải cân đối kỹ. Và ba cái trụ cột chiến lược trên cộng với cái đoàn kết nhất trí, yêu thương nhau, tử tế với nhau thì không có gì khó mà chúng ta vượt qua được. Tự hào với truyền thống 15 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Vinataba luôn kế thừa và phát huy các giá trị cốt lõi với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đột phá thành công, vì người tiêu dùng, vươn tầm quốc tế. Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức và không ngừng cống hiến xây dựng để luôn là đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vị trí số 1 trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.